Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lập Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục sinh tồn trong thế giới tận thế zombie ha. Và hệ thống phòng ngự của mình đã được nâng cấp thêm một lần nữa rồi. Nhìn sơ qua thì cái hàng sentry này có thể phòng ngự khá là tốt vào buổi tối ha. Và hàng xương rồng bên kia thì mình cũng dọn dẹp xong rồi, để cho những con zombie không còn cái gì để núp nữa. Tại mình thấy có một vài con nó cũng khá là thông minh, nó núp sau xương rồng để không bị sentry bắn á. Nhưng mà sao mà đỡ được, mình dọn hết xương rồng rồi. Sắp tới cứ lén phén lại nhà mình là xác định ha. Sentry bắn cho ha, lũng người luôn. Rồi và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi xuống dưới căn cứ để mình tiến hành làm một cái việc quan trọng hơn ha. Hiện tại thì căn cứ của mình nó khá là bé đúng không? Thế nên mình đã mở rộng nó lên thêm một cái căn phòng nữa. Căn phòng này khá là bự á nha. Không phải khi không mà mình làm một cái căn phòng bự như vậy đâu. Tại vì đây là nơi ở tương lai của những bác dân làng sẽ được mình chọn và đem về đây sống chung á. Thế nên phải làm một cái chỗ bự như vậy nè. Rồi sau đó xây nhà ha. Mình có ý tưởng là mình sẽ xây nhà ở trong những cái vách tường luôn. Không có xây lộ ra ngoài, lộ ra ngoài thì sẽ bị choáng diện tích nhiều lắm. Nên mình sẽ đào vô trong để làm nhà trong lòng đất luôn ha. Kiểu kiểu vậy. Ở ngoài này trống thì mình sẽ lấy cỏ mình gắn vào để cho thành đất có cỏ nè. Trồng cây rồi sau đó dẫn bò, cừu, gà, những con vật xuống đây để tạo môi trường sống riêng ha. Khá là hợp lý ha. Và cái bác dân làng mình đã nhốt dưới này rồi. Ui, đâu rồi? Ui, giận mình hay sao rồi, đi núp rồi. Mình nhốt dưới này nè. Nè, vẫn còn sống nha, chứ không phải là mình ăn hiếp hay gì đâu. Tại vì mình sợ mình mở rộng như vậy rồi nhỡ zombie nó xuất hiện, mình không bảo vệ kịp rồi bác này lại bị lây zombie tiếp á. Nên thôi, nhốt dưới cho chắc. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành dẫn cừu bò xuống trước nha. Hay là làm... giờ nhiều chuyện quá, chắc mình sẽ dẫn cừu bò đồ xuống trước đi. Để sắp tới mình lưu bu á, mình không có kịp dẫn. Và hôm nay mình mới học được một cái kỹ thuật mới ha. Kỹ thuật này hôm nay mình mới biểu diễn cho các bạn xem nè. Đợi mình xíu để mình tìm bò cừu cái đã. Hôm nay là dẫn cừu, dẫn bò... À không có bò cừu thì mình dẫn heo cũng được. Đây có heo nè. Bình thường heo là mình phải lấy dây mình lôi hoặc là lấy thức ăn dụ đúng không? Hôm nay không. Mình ẵm luôn. Các bạn coi kìa. Thấy mình ẵm heo gọn khô không? Ui. Ui ui. Heo heo từ từ, heo từ từ. Đợi anh xíu. Đợi anh xíu heo ơi. Có nhiều tên. Có nhiều tên ăn me mình với bé heo á. Trời ơi. Giỡn hoài. Trong phim là có John Wick nha, còn mình là có John Lập. Đụng vô heo mình thử đi. Ui, heo rồi. À đây đây, heo còn trên tay. Thử đụng vô một cọng lông của bé heo đi. Mình khô máu liền á, mình có M249 á, đừng có giỡn. Rồi đi bé cưng, đi bé cưng. Ui 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 ui. Dục nhỏ lên trên đó. Đây, đi xuống dưới. À, thấy mình dẫn heo chuyên nghiệp không? Tèn tèn. Đấy, đưa mấy heo xuống dưới an toàn rồi nè. Ở đây đợi anh xíu nha, anh dẫn bạn xuống. Sẵn tiện thì mình sẽ lấy luôn một cục đất có cỏ ha. Được, hào hán, hào hán. Ui, nó bắn chết bé heo rồi mấy con này. Cay thiệt. Dám bắn bé heo hả? Mình sẽ trả thù cho bé heo. Khốn kiếp. Trời ơi. Chưa kịp dẫn bé heo về. Ui, vẫn còn bé heo này. Đừng sợ, đừng sợ. Anh sẽ bảo vệ cưng. Không sao, không sao. Mình bảo vệ được ai thì mình sẽ cố gắng bảo vệ hết mình ha. Hồi nãy có một em xấu số bị bọn chúng thịt mất rồi. Rồi giờ thì mình đã có một cặp heo ở dưới này rồi ha. Tương tự thì mình sẽ dẫn bò nè, cừu, gà các thứ vô đây ha, để cho đủ cặp hết. Rồi rồi rồi, bé cuối cùng, bé cuối cùng. Yo. Trời ơi, tự nhiên giờ có động vật sống ở dưới lòng đất chung với mình á, cảm giác đỡ buồn hơn hẳn. Có nên đưa bé dân làng này tái hòa nhập cộng đồng không ta? Ok, chắc đưa lên được rồi đó, tới lúc rồi. Bé dân làng lên nha. Ở đây đủ lâu rồi. Đi lên. Ủa. Ồ, cái bác này mình ẵm không được. Ủa kỳ vậy.
sao mấy bé dân làng kia mình test thử là mình ẩm được mà. Rồi luôn giận mình rồi. Người ta muốn tốt thôi chứ người ta có muốn ý đồ xấu gì đâu, lên đi mà. Xin lỗi xin lỗi. Lên đi. Không chịu. Cục tính quá, bác này cục tính quá. Thôi, đừng ở trong này nữa, đi lên đi. Lên chơi với bò kìa. Mỗi bữa còn có bé dân làng kia ngồi chơi chung, bữa nay còn có mình à. Thôi đừng buồn nữa mà, lên đi. Lên trên đi. Lên trên. Tranh thủ đi lên đó nha. Trời đất ơi. Khổ thân. Rồi, bây giờ thì chắc mình sẽ chuyển sang mình xây nhà cho dân làng là vừa đi nhờ. Để một xíu mình đón dân làng về nữa. Mình coi coi cái này, bức tường này chắc mình sẽ xây cũng được cỡ 2-3 căn nhà nè. Bên đây cũng vậy ha. Ủa? Ủa cái gì vậy? Ủa sao mình nghe tiếng đạn cành cành đâu bên đây vậy? Ủa đúng không? Hay là trên lầu, trên đầu mình ta? Cái gì mà bắn đùng 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 ghê vậy? Chưa chưa chưa, để mình lên mình giải quyết vấn đề phía trên đó. Kìa. What the? Zombie đột biến. Thì ra con zombie đột biến. Nó đang khơi mào một trận chiến khác rồi. Mệt mỏi rồi nha. Kể cả Reaper đột biến nữa. Oh my god. Không ổn rồi các bạn ơi. Sắp tới chúng ta phải nâng cấp thêm vũ trang cũng như như là áo giáp thôi. Tình hình là đã có những con sinh vật đột biến xuất hiện ở cái chỗ ở của mình rồi. Mình sẽ qua bển, mình sẽ test thử sức mạnh của nó. Nhất là con zombie này. What? Một viên đạn súng phóng lựu của mình không thủ tiêu được nó. Kìa, nó đang gầm gừ lên kìa. Ồ, nó nằm xuống rồi, nó nằm xuống rồi. Mệt quá. Ghê thiệt. Ui, nó lại tỉnh rồi. Ui. Ghê vậy. Mình sẽ tiêu diệt bớt mới được. Con zombie này nó ăn thịt. Nó John Cena. Con skeleton luôn. Mình bắn banh sáng nó liền. Không ngờ con zombie đột biến nó lại giỏi giỏi như vậy. Hồi nãy các bạn có thấy nó làm pha John Cena thanh niên skeleton không? Đúng ghê luôn. Nhưng mà thanh niên này có vẻ khá là khó giết á. Mình bắn hắn nằm một đống rồi kìa, nhưng mà chuẩn bị tỉnh nữa nè. Thấy chưa? Tỉnh hả? À chết rồi. Ui giời. Tưởng thế nào. Và thanh niên zombie đột biến đó sẽ cho mình một cái được gọi là hook hammer ha. Wow. Ghê thật sự luôn. Hồi nãy mình thấy còn có con Reaper đột biến nữa. Mà nó có vẻ nó biến mất rồi. Ủa sao đâu ra nhiều ngọc Ender vậy? Ok, như vậy thì mình đã vượt qua được một cái đêm trăng máu mà có cả những cái con quái vật đột biến á. Khá là may mắn cho mình á. Hơi lại có bức tường này, nó không có áp sát vô nhà mình được. Rồi giờ thì chắc mình cho mấy cái sentry xử lý mấy con còn lại. Để mình xuống dưới mình tiếp tục công việc xây dựng của mình ha. Mình sẽ... Oh no. Ôi cái bé dân làng. Mình không biết cái bé dân làng đó có cái điềm gì không nữa. Mà mỗi lần mình thả cái bé đó ra là y như rằng dân bay xuất hiện trong nhà mình đó nha. Rồi bây giờ kiếm bác đó coi. Này nè bác đó nè. Trời ơi, nay lên full giáp vàng luôn hả? Ui con dân bay 300 máu kìa. Trời trời trời, con dân bay mà 300 máu. Xử lý một hồi thì mình cũng đã dọn dẹp gần xong rồi. Rồi còn có bác zombie dân làng thôi. Ồ zombie nó đủ tinh ranh để nó phá hết mấy cây đuốc của mình nè. Hèn gì. Ủa vậy là ai phá đuốc ta? Mình cắm đuốc đàng hoàng mà sao lại bị mất đuốc nha. Giờ mình phải lo bệnh cho bác này nữa. Mệt ghê á. Ngày nào bác ấy cũng đài mình hết á.
Sau nhiều lần cứu bác rồi, cũng muốn cho bác tái hòa nhập cộng đồng lắm, nhưng mà bác giống như là điềm gỡ ấy, cho bác lên là có zombie nên thôi. Tốt nhất là bác dẫn ở dưới đi ha. Chúc bác vui vẻ. Không dám thả lên luôn á. Bác đó xui quá à. Rồi và bây giờ thì mình đã đục được hai cái hầm rồi ha. Hai cái hầm này mình sẽ làm giống như căn nhà phía trong này nè. Ở phía trước thì mình sẽ xây giống như một ngôi nhà bình thường thôi. À, cũng trang trí các thứ cho nó đàng hoàng một xíu ha. Đây mình sẽ xây nhà đồ như thật, mình xây như thật luôn. Ờ được chưa nhờ? À chưa ổn lắm. Xích vô đây đi. Làm cái cột nó xa xa xíu. Như vậy. Mình sẽ thử làm trước ở bên này đi. Ví dụ mà nó không ổn thì mình sẽ chỉnh lại. Đây, đây, đây và đây nữa. Và sau đó chúng ta sẽ làm cái mái nhà ha. Mái thì chủ yếu là từ đá cuội cũng như là kết hợp với một ít gỗ vân sam là được một cái mái nhà đơn giản rồi. Nhưng mà có vẻ là làm như vậy thì nó sẽ bị... mình thấy là nó hơi nhỏ rồi. Hình như là nó hơi nhỏ rồi. Không không, nó hơi thấp chứ nhầm. Đụng nóc không trời. Rồi đụng mất tiêu cái trần luôn rồi. Đó, vậy là chúng ta đã được cái khung ở phía trước nhà rồi. Phía trong và vách tường các thứ thì mình sẽ dùng gỗ vân, gỗ sồi ha. Đây nó sẽ kiểu như vậy. Thử coi. Rồi ổn áp chưa? Đó. Hơi bị được nha. Giờ chỉ cần ốp vách tường vô nữa là đẹp rồi. Hết sảy luôn. Được thật sự. Này khoan ra. Ốp vô giống như vậy. Đấy. Trời. Còn xịn hơn cái căn cứ mình ở nữa. Chắc 11 mình làm xong chắc mình vô mình ở ké mấy bé dân làng này quá. Rồi treo vậy thôi chứ. Mình sẽ xây cho hoàn chỉnh luôn ha. Mình xây tạm trước cái này đi. Cái này giống như là cái nhà demo vậy đó. Ổn thì mình sẽ áp dụng cách này. Mình sẽ làm tương tự ở đây. Ở đây, ở đây, ở đây và ở đây nữa. Còn nhiều ô trống để xây nhà lắm. Sau một lúc xây xong thì bây giờ chúng ta sẽ có sơ bộ là 4 cái căn nhà ha. Tương lai thì ở đây chắc cũng có thêm vài căn á, hoặc là mình sẽ mở rộng tiếp ha. Bốn căn nhà này thì vẫn chưa có được thắp đuốc các thứ á, nên các bạn thấy có dơi xuất hiện nè. Dơi xuất hiện chứng tỏ là chỗ đó còn tối ấy. Nên bây giờ mình phải tranh thủ mình thắp đuốc lẹ lẹ. Đây. Xong. 4 căn thì đều đã có được đuốc đầy đủ rồi ha. Cắm thêm trên vách tường nữa cho chắc. Để coi coi tối nay mà còn xuất hiện thêm quái trong đây nữa là nghi lắm á nha. Mình không biết là mình còn thiếu ánh sáng chỗ nào hay không nữa. Nó cứ lâu lâu xuất hiện quái hoài luôn. Hú hồn hú vía mấy pha. Giờ thì mình sẽ làm một cái chỗ giống như là cái đài phun nước của ngôi làng á. Mình sẽ đặt nó đâu giữa giữa khúc này nè. Đó. Mình sẽ làm từ những cái đá cuội thôi. Rồi ít hôm mình coi mình trong đây có cái chuông không. Đi kiếm chuông tiếp. Trời ơi giếng mà không có chuông thì hơi bị phí. Đấy. Rồi ở giữa sẽ có một cái cột nước lên thôi. Đấy, một cái giếng làng cơ bản ha. Rồi ốp xung quanh. Ủa gì cái này là cái đài phun nước chứ nhầm, nó cứ giếng hoài. Ôi bị thiếu rồi. Giờ thì chắc mình sẽ đi múc nước thôi. Ngoài ra thì mình sẽ trồng thêm cây ha. Tại vì các bạn cũng thấy rồi đấy, trong đây nó chưa có cây ấy, thành thử ra nhìn nó không được tươi tốt cho lắm. Mình sẽ trồng khá là nhiều cây đó, đủ loại cây luôn. Từ cây sim gai nè. Ủa sao lâu lớn thế. What the hell. Gỗ sồi thử coi. Đó, một cây, một cây. Đây, cây sim gai thử đi. Ui, trồng cây sim gai lâu lớn cực. Kỳ vậy. Vân xám. Cũng không lớn luôn. Hình như trong đây chỉ trồng được gỗ sồi hay sao ấy. Nè, giờ mới chịu lớn nè. À, chắc lại nó bị vướng á. Khó trồng nha. Đây, cây gỗ sồi nữa đi. Ngay đây. Đó, cây bự bự không mà thích ghê á. Bên đây thử một cây gỗ vân sam coi. Lớn đi. Đấy, ôi. Chút ẻn à, đúng là trồng trong dưới hang khó mà lớn thật ấy. Một cây gỗ bạch dương nữa. Ngay đây. Lớn đi nha. Rồi. Cũng được khá là nhiều cây rồi.
cho thêm một ít cỏ vô nữa, nhìn cho nó tươi tốt hơn. Đấy, số lượng xương thì cũng có hạn thôi, nên dùng nó cũng tiết kiệm xíu ha. Đây miếng, đây miếng. Đấy, 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 giờ thử nhìn lại cái nè. Tròn 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 tròn. Mặc dù chưa có dân làng sống á, bây giờ mình có nên đưa bác này ra thêm một lần nữa không? Chắc bác này mình sẽ phong ấn ở dưới luôn đi, dẫn mấy bé dân làng mới. Ôi ôi ôi, dẫn mấy bé dân làng mới về đây sống á, hy vọng là sẽ mang một luồng gió mới cũng như là sự may mắn hơn. Chứ cái bé dân làng zombie đó là có điềm gỡ rồi, mình không nên thả bác đó ra đâu, nguy hiểm lắm, xui rủi á. Khẩu súng tinh dùng. Ui, nó xuống nước luôn. Trời ơi, nó thử cảm giác mạnh hay sao ấy. Căng vậy. Đó, 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 đó. Nó làm mù lò mình rồi. Nó đâu rồi? Nè, 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 nè. Nó phân thân cơ. Wow, mutant phân thân. Ô, Enderman phân thân. Phân thân hả? Con nào là con thiệt? Đây đây, con thiệt đây, con thiệt đây. Mình thấy rồi. Bắn nó. Này thì mutant đột biến, Enderman đột biến nè. Kệ kệ kệ, nó hút mấy con zombie vô cơ. Rồi. Ghê chưa? Zombie bị hút vô đó là xác định chết thôi chứ không chạy được đâu. Ghê thật sự. Rồi, và nó cho mình quá trời ngọc Ender. Yes. Chúng ta có rất là nhiều ngọc Ender và mắt của Ender nè. Ê, còn có con xương nữa. À, con xương đột biến. Ê, để mình nghiệm tâm. Ôi da, súng giật quá. Nghiệm tâm không nổi luôn. Đỏ xì nếp không? Đỏ súng không? Đỏ không? Xương hả xương? Xương hả xương? Ui, nó chết rồi. Nó bị mấy con quái vật khác xử rồi. Này thì xương đột biến nè. Wow, một buổi tối mà gặp hai con quái vật đột biến luôn. Ủa sao kỳ vậy cả? Nãy mình test thì mình có ẩm được dân làng mà ta. Ẩm được hết luôn á. Bây giờ lại không ẩm được. Thu hoạch miếng khoai tây ơi. 11 con món mới à. Khoai tây bỏ lò. Nè. Lạ vậy. Rồi rồi rồi, mình hiểu rồi. Vậy là bây giờ nó đã đổi lại, mình chỉ có thể ẩm được mấy em bé thôi. Nè, mình đang ẩm dân làng baby nè. Trời, dễ thương trời. Thôi về nhà, về nhà. Mình giống như là bảo mẫu với đi ẩm dân làng baby nè. Ui giời, quá là đã luôn. Về nhà mới nha. Nơi ở mới hơi bị xịn. Vậy đó, chơi 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 với bò. Chắc 11 phải tập tạ quá để lực lực một xíu ẩm được cả dân làng bự ha. Chứ ẩm dân làng nhỏ không thì đợi lớn cũng khá là lâu ấy. Đây đây đây, lựa nhà đi. Hết nhà nào thì vô nhà đó ở. Cho luôn á. Trời 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 trời. Khôn quá vậy, vô chọn cái nhà bự nhất luôn. Bây giờ thì nội thất mình chưa có trang trí hết á. Mình rảnh thì mình sẽ ngồi trang trí hết 4 căn nhà này ha. Cho đẹp đẹp một xíu. Chứ... Ôi trời, 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 cái trứng gà gà con luôn nè. Chứ bây giờ mấy căn nhà nó còn trống lắm. Được á, để mua mốt mình sẽ trang trí mỗi nhà là một cái chủ đề riêng ha. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã xong cái công việc là làm nơi ở cho dân làng rồi. Giờ thì để tự thưởng cho mình sau cái quá trình làm việc cực lực á, thì mình sẽ tự thưởng cho mình một khẩu súng mới ha. Hôm rồi thì mình dùng súng xài đạn bình thường thôi đúng không? Hôm nay mình sẽ làm hẳn một khẩu súng xài đạn bằng năng lượng luôn nha. Nghe có xịn chưa? Nhưng mà để làm được thì mình cần phải mất khá là nhiều quy trình đó. Đầu tiên thì mình phải làm một cái chỗ để thiết kế ra những cái đạn cái đã. Tại vì đạn này là năng lượng mà, nên phải có một khu vực làm việc riêng ha. Mình sẽ làm một cái khu vực đó ở trong đây luôn nhờ. Nguồn điện là mình sẽ để dưới này ha. Bây giờ thì mình sẽ thiết kế ra cái chỗ để mình làm đạn thôi. Sẽ đặt theo công thức như vậy ha. Kính thì mình sẽ phủ ở trên và chuẩn bị. Nó biến hình liền. Nó đã là một cái khu vực để mình chế tạo ra được những cái loại đạn rồi ha.
đây là đạn năng lượng ha. Và đạn năng lượng này thì mình cần phải có vàng, dây đồng, redstone cũng như là những cái plastic sheet á. Đã có điện vô rồi nè. Giờ thì mình sẽ cho lần lượt là vàng, dây đồng, redstone, plastic sheet vô. Đây đây đây, các bạn coi nó vẽ ra cơ. Ui, khắc laser luôn nha. Ta-da, chúng ta đã có được một cái rồi. Và cái này thì hiện tại nó chưa có điện, thành thử ra mình phải làm thêm cái đồ sạc điện nữa. Đồ sạc điện thì nó lại cần thêm những cái miếng thép nè, dây bằng vàng luôn nha. Dây vàng là mình phải đập vàng ra mới có được. Đây, để mình lấy vàng ra mình đập. Không sao, mấy cái này thì mình lo được. Làm ít dây vàng đi. Giờ thì chỉ cần chế tạo ra cái cục sạc điện thôi. Ta-da, chỗ sạc điện đã có rồi nha, gắn vào đây. Rồi, điện vô chưa? Đẩy sạc điện cái coi. Đầy pin chưa? Ôi, nó không hiện lên hả? Ui, hết điện rồi. Wow, mình không nghĩ là nó lại hút điện nhiều đến vậy á. Wow, vậy là 11 mình phải nâng cấp cái nguồn điện này lên rồi. Nó cung cấp không đủ nè. Nó hút điện quá trời quá đất luôn. Giờ để mình đợi thêm một xíu nữa để cho nó sạc xong. Đó, nó sạc xong rồi nè. Ten ten, chúng ta đã có được một cái băng đạn bằng điện đầu tiên rồi ha. Quả dữ. Có được một thứ trong công thức rồi. Coi thì mình cũng có luôn rồi ha. Có được hai thứ trong công thức. Giờ thì mình sẽ redstone có luôn ba thứ. Carbon gun stock, cái bán súng bằng carbon nè. Cái này thì mình phải chế tạo rồi. Carbon, miếng nhựa, có luôn bán súng. Tiếp theo là một miếng kính nhỏ nhỏ đây. Và cuối cùng là một cái carbon receiver ha. Cái này thì cũng làm được, không sao. Carbon nè. Rồi, hình như mình hết mấy cái đinh ốc này rồi. Ai căng căng nha. Một cái que quỷ lửa lần đó. Không biết mình còn que quỷ lửa hay không đây. Hên vẫn còn. Còn hên nữa nha. Còn que quỷ lửa không thôi là không làm được rồi. Được. Giờ thì chỉ lấy thêm hắc diêm thạch thép nữa là xong. Hình như là 2-3 cái gì đó. Rồi, làm thử coi. Đấy, lên công thức liền. Mình sẽ lắp ghép cây súng Tesla này ha. Cái khẩu súng nè, Tesla gun. Nó, xịn chưa. Ôi, hình như nó còn thiếu cái gì. À, coi, chính xác. Vậy là chúng ta đã tạo ra được một khẩu súng Tesla rồi. Bác dân làng ơi, có súng mới nè, khoe với bác nè. Mới mốt có súng để bảo vệ bác rồi. Nhưng mà bác không có được lên đâu, bác nằm mơ đi. Cà kệ dân làng xíu đi ha. Ở đây không có gì để mình test hết, mình bắn vô tường thử. Súng xịn. Trời ơi, nhìn nó nhỏ nhỏ nhưng mà bắn ra cái đạn tích la nhìn uy lực thật sự. Có một tin buồn mình muốn báo với các bạn là mình hết than rồi. Để sạc được full 35 cái băng đạn này, mình cần dùng hết toàn bộ số than mà mình để trong rương á. Vậy là sắp tới phải đi đào thêm than rồi. Nhưng mà bây giờ cùng xem cái sức mạnh của khẩu súng Tesla này ha. Ở đây thì nó hiển thị cây này có 12 sát thương nè. Loại đạn là đạn cái gì ta? Đó, đạn sấm sét á, bắn cực kỳ đã luôn. Mấy thanh niên này mặc giáp rồi nên chắc bắn khó chết nè. Ồ, nhưng mà nói chung là cái này quy lực, có thể zoom lên được một xíu nữa. Hay là bây giờ mình làm thêm một bài test nữa ta. Nó có thể bắn dưới nước được không? Bắn cái con ở dưới thử coi. Wow. Bắn dưới nước được. Trời, được vậy. Bắn cái nữa, nhắm cái nữa. Cái đây. Được nha. Vậy là nó có thể bắn xuyên cả môi trường nước cơ. Hợp lý thật. Nhưng mà vì sát thương của nó hiện tại chỉ có 12 thôi đó, nên thành tựu ra bắn đôi lúc không có thể one hit được mấy cái con quái nè.
Dồn bài tốc độ còn ngán mình mà. Dồn bài tốc độ hả? Bắn là mất xác luôn. Ê cái này được á các bạn ơi. Cái này mình để dành mình ăn hiếp mấy con yếu yếu được. Không ăn hiếp mấy con mạnh thì mình đi ăn hiếp mấy con yếu. Ui giời, hợp lý hợp lý. Đây chỉ là cái vũ khí khởi đầu cho cái việc mình lấn sân vào những khẩu súng xài năng lượng thôi nha. Sắp tới thì còn có những khẩu súng nó còn có sức mạnh khủng khiếp hơn khẩu súng Tesla của mình ngày hôm nay đó. Các bạn chuẩn bị tinh thần đi. Mới mốt mình mà chế tạo được ha, là các bạn sẽ cái mồm chữ A, ố mắt chữ A và mồm chữ O đấy. Trầm trồ đấy. Rồi, hôm nay nhá hàng nhẹ, em hàng mới này ha. Mà đi ban ngày thì không có đối thủ. Trời, đợi ban đêm lâu quá, ban ngày không có đối thủ ấy. Bốc vé thôi, bốc vé thôi. Chứ thật ra là ban ngày mình đi né dùm bài đó. Chứ không phải là không có đối thủ đâu. Các bạn nghĩ đi, mấy con kiến nó còn ăn hiếp mình được nè. Thấy chưa? Rồi rồi, chậm chậm lại đi. Chậm chậm lại đi. Bắn xuyên qua cả đống luôn nè. Ui, ui. Nó văng nhện. Nó văng tôi nhện. Chết tiệt. Ui, zombie mặc bikini. Cô nè, zombie mặc bikini nè. Trời, con nên dắt về nhà luôn không ta? Mà này giống bay thường à. Ok, nhìn cũng được đó nhưng mà xin lỗi nha. Dơm bay là phải nằm xuống thôi. Mặc dù mặc bikini hay không mặc thì cũng nằm xuống thôi. Trời ơi, dơm bay 150 máu. Bắn viên này đi cho nó đi luôn đi. Không đi nổi luôn. Ok. Tranh thủ ghé qua bên đây. Loot thêm tí kim cương làm vốn 11 chế tạo đồ tiếp nè. Nhưng mà hồi nãy mình lỡ gáy rồi. Cho gúp lại là nói nữa không. Có kìa, nó dàn xếp đội hình ở dưới, nó đợi mình sẵn hết trơn rồi kìa. Giờ mình xuống là nó lụm cục kẹo mình đó. Nhưng mà mình không xuống đâu, dễ vậy. Năn nỉ đi, năn nỉ rồi xuống. Không năn nỉ hả? Không năn nỉ hả? Tôi có súng Tesla rồi, tôi còn có súng phóng lựu đó. Bắn đó, đừng có giỡn. Thấy vậy thôi. Chứ cũng mạnh lắm ấy. Đấy. Giỡn hả? Thấy cái súng Tesla mình vậy chứ cũng khỏe lắm á. Bắn là cháy được 2-3 con lượt ấy. Ồ, ghê chưa. Bắn con này mà chết cả con bên kia kìa. Kiểu sấm sét nó lan quá. Cực kỳ khỏe ha. Giỡn mặt hả? Cơ. Nó giật điện cực dữ luôn. Kiểu gần gần trong phạm vi là có thể lan quá ha. Quá là tuyệt vời. Vậy là bây giờ mình đã tìm ra sức mạnh thật sự của khẩu súng Tesla này rồi. Đó, bắn lần chết hai thanh niên kia kìa. Không cần phải nghiệm đúng mục tiêu đâu. Đó, bắn tên này chết tên kia. Cái này trong giang hồ người ta gọi là nghiệm ma chúng quỷ. Ui ui, nạp điện nạp điện. Thử sức với Reaper đột biến nha. Con này thì nãy giờ mình chưa bắn thử nè. Một hit. Ui, nó chuẩn bị nổ kìa, chạy đi những người anh em. Chạy đi. Ui, ủa cái gì vậy? Ui, sao nó hiện trái tim? Reaper hả? Ui, nó thích mình rồi, Reaper nó thích mình. Này thì Reaper. Ui. Oh. Oh my god. Ui, nó để lại một quả trứng. Chơi ăn cắp trứng Reaper, chạy. Ăn cắp trứng Reaper chạy về thôi. Không có ai cản mình được đâu. Không có thể ngăn cản mình lấy cái trứng này đâu. Thôi nhưng mà trứng Reaper thì dù sao nó cũng sẽ có mối nguy hiểm tiềm tàng á. Nên chắc mình sẽ ấp ở trong cái ruộng đi. Ui, nó rớt ngay đây rồi. Thôi mình ấp ngay đây đi ha. Có gì nổ banh cái. Ui mà không được. Ấp trên này đi. Có gì banh cái tầng 2 thôi. Mình cũng phải phòng trừ trường hợp xấu số chứ. Rồi rớt xuống đi. Rớt xuống. Bây giờ mình muốn nó rớt xuống nó không rớt nè. Cay vậy. À, đi vướng cái gì nó sẽ rớt xuống ha. Ồ.
Vậy là muốn cho nó rớt xuống mình phải để cho nó vướng. Đấy 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 đấy, rồi, cho nó vướng ở đây đi. Sao mình cứ gung gung kiểu gì á, rồi có khi nào nó nở thành con Reaper đột biến rồi nó nổ banh xác mình không? Mà không, dễ gì chuyện suy gũi đó xảy ra được. Rồi, và hôm nay chúng ta đã cùng nhau thưởng thức sức mạnh của một loại vũ khí mới, đó chính là khẩu súng Tesla này ha. Thấy vậy thôi chứ lợi hại lắm á, ghim ma là bắn chết mấy con khác á, nhìn zombie là chết con đằng sau á. Cũng lợi hại lắm. Rồi, và mong rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm ra những khẩu súng xài loại đạn mới lạ hơn và mạnh mẽ hơn khẩu này ha. Chứ 12 sát thương thì mình thấy nó cũng chưa thật sự mạnh lắm. Rồi, mong rằng mình sẽ sớm thực hiện được. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo trong Sinh tồn tận thế zombie ha. Không giờ thì bye bye.